về cái vụ nâng điểm thi phổ thông trung học của các thí sinh ở Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang. Thì hôm nay tôi và các bạn sẽ cùng nhau đi hỏi ý kiến của những người ngoài đường để coi người ta cùng nghĩ gì về chuyện đó nhé. Đi. Người thân. Em nghĩ là phụ huynh. Tất nhiên là ba mẹ rồi. Cái cộng điểm này thì chỉ có gia đình thì mình mới đụng tới được thôi. Người thân à. Có cái quan hệ rộng, một phần là đút lót để nâng điểm cao hơn. Chắc người thích học sinh đó. Chắc người thích học sinh đó. Người có tiền với hai là người có quyền. Chắc là cũng phải có chức vụ trong xã hội. Công nhân viên chức nhưng mà bự quá. Em những chức vụ lớn, cao này nọ rồi quen biết rộng. Có thể đủ ngành nghề nhưng mà chỉ cần quan hệ với một người cấp cao nào đó thôi à. Chức to, quan lớn, lên chính phủ chẳng hạn. Nhiều những người có kiểu quan chức lớn ấy, thì có quyền lực để mà nâng điểm như vậy. Chứ người dân bình thường thì khó. Làm nhà nước hoặc là cái gì đó mà họ muốn con họ được làm ở chỗ tốt thì họ sẽ nhờ cái bộ phận sửa điểm, người ta sửa điểm dẫn. Có địa vị trong xã hội, thứ hai là người ta là kiểu như có, nhưng mà có nhiều mối quan hệ. Người thân trong gia đình có quen biết trong ngành. À, trong ngành, nghe trong ngành, thấy nghĩ tới ngành khác. Giả tạo. Là vô cha. Thật là vô cha. Thì người ta, nếu mà người ta có làm thì chắc người ta cũng không nhận rồi. Kiểu ở ngoài thì nói vậy thôi, chứ ở trong thì vui chết rồi. Em thấy giống như ai đó chọc cười em thôi. Thấy mắc cười. Chắc là hộp không cao trúc của Hồ Công Hiếu đấy. Cửa. Cả con mình nâng điểm mà mình cũng không biết thì rất là bàng hoàng. Thấy bất mãn, ta nâng điểm mà không lẽ không biết. Trốn tránh ví dụ. Bước đầu thì phải là chối thôi, đâu có ai nhận liền đâu. Từ từ mình đưa thêm bằng chứng thì họ mới nhận thôi. Thấy vô lý. Tại sao mà con người ta nâng điểm mà ta không biết được, đâu ai giúp ai cái gì không đâu. À, nghĩ là vẫn còn. Chắc vẫn còn xảy ra dài dài. Là năm nào cũng có, mà có quan trọng là có khui được ra hay không thôi chứ. Sẽ liên tục xảy ra chứ không phải là một năm này nó dừng lại đâu. Nào cũng có thôi, nhưng mà cái điều là lần này bị phát giác lớn quá thì lần sau nó nâng ít lại một xíu. Chắc chẳng ngăn chặn được đâu anh. Nếu mà xử lý nghiêm ngặt thì chắc cũng có thể là bớt đi thôi chứ không hết lộn. Vậy là phải đưa ra hình thức xử lý nặng tay đối với những người nâng điểm cũng như những người mua điểm. Mình bớt ăn lại thì nó sẽ bớt mập đi. Câu này nó sâu xa quá, bớt ăn lại bớt mập đi. Em nghĩ phải xử lý ngặt, chắc là ở vùng dâm ô của ông bị kiểm soát á, phải đưa ra ánh sáng nữa. Đúng như vậy. Anh ví dụ đang vô dâm ô, ok chơi. Phải đưa hết, phải đưa hết ra ánh sáng. Tìm ra là ai là người bắt đầu, ai là người thực hiện, phải quy trách nhiệm về một người cụ thể. Cho nên là cứ không thể nói là sở giáo dục tỉnh này tỉnh kia thì sở giáo dục nó có rất nhiều người, mà trong đấy thì ai là mình thì mình không biết. Nên là phải quy trách nhiệm về một cá nhân hoặc là những cá nhân cụ thể thì nó sẽ có tính mang tính gọi là răn đe hơn. Cứ chung chung cào bằng nhau thì kiểu gì sau này cũng sẽ có tiếp. Qua cái clip này các bạn cũng thấy hầu hết tất cả bạn trẻ và các học sinh đều cho rằng cái chuyện mà nâng điểm chạy điểm không chỉ xảy ra ở những nơi bị phát hiện mà còn nhiều chỗ chưa phát hiện lắm. Và trong tương lai chuyện chạy điểm nâng điểm này sẽ còn xảy ra nữa nếu không có những biện pháp xử lý thích hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan quản lý Bộ Giáo dục. Ok, với tư cách là một người dân, tôi sẽ đưa ra một cái giải pháp mẫu, đó là như vậy. Vào kỳ thi phổ thông trung học, ở mỗi tỉnh có một người nhất định chỉ thẳng mặt, chỉ thẳng tên nói đây là cái người phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ mọi thứ liên quan thi phổ thông trung học ở trong cái tỉnh đó, để khi có chuyện gì xảy ra người đó trảm người đó, bắt người đó phải chịu trách nhiệm, đuổi việc tùm lum tà la không cần biết làm sao đó. Bởi vì khi mà chúng ta chỉ thẳng một người có trách nhiệm, người đó sẽ tìm cách giải quyết cái vấn đề đó chứ không phải là giải thích. Chứ các bạn đưa trách nhiệm cho một tập thể, nói tập thể có trách nhiệm thì tập thể đó không ai có trách nhiệm hết cả. Ok. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta phải làm như vậy để đem lại sự công bằng trong môi trường giáo dục, tại vì giáo dục nó hình thành được con người rất là nhiều.
để cho học sinh giỏi thi vô trường giỏi, học sinh sức học bình thường vô trường bình thường, học sinh dở thì năm sau thi lại, hoặc là không thiết phải thi vô trường. Bởi vì thành công trong xã hội không có đến từ việc thi cử mấy em à. Vậy nha, cái đó mới quan trọng đó. Hẹn gặp ở chủ đề lần sau.